Thưa quý vị và các bạn, làng Phạm Pháo xã Hải Minh, huyện Hải Hậu được cả nước biết đến là một làng quê thuần nông nhưng tài hòa. Những người nông dân chân lấm tay bùn nơi đây tuy không được học qua trường lớp đào tạo nhưng lại là những nghệ nhân nổi tiếng, có thể chế tạo, sửa chữa những chiếc cần đồng đủ thể loại. Ngoài ra, họ cũng có thể sử dụng và biểu diễn kèn đồng như những nghệ sĩ thực thụ. Nếu quý vị và các bạn muốn tìm hiểu về làng quê độc đáo này, hãy cùng theo chân Lang Kính Ngày Mới trong trải nghiệm sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại làng Phạm Pháo thuộc xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. Nơi đây thì được mệnh danh là xứ sở của kèn đồng. Ở đây có những gia đình 3 4 thế hệ đều đã và đang tham gia vào quá trình chế tác và sản xuất ra những chiếc kèn đồng, giống như là gia đình nhà chú Nguyễn Văn Hưởng. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tìm gặp chú Hưởng để tìm hiểu rõ hơn quý vị nhé. Chú ơi, cho con hỏi là chú đang làm công đoạn gì đấy ạ? Đây là chú đang sửa chữa lại một số kèn của nước ngoài gửi về mình sử dụng cho nó tốt. Đây là chú giới thiệu chú là cháu là đi qua vòng quanh dòng xưởng để tham quan Dạ vâng. sản xuất kèn đồng mới. Dạ vâng, bây giờ chú cháu mình sẽ vào xưởng để tham quan ạ. Bao nhiêu cân ạ? Cái này nó khoảng độ 3 cân. 3 cân và giá thành của nó khoảng bao nhiêu ạ? Cái này nó không cứ đâu, nếu mà một quả Trung Quốc bây giờ người ta bán thì nó khoảng độ 5 triệu, hơn 5 triệu. Dạ. Và nếu của Pháp mà hãng ngon thì nó khoảng 200 triệu, 300 triệu. Còn Helicon kia thì khoảng 25 triệu. 25 triệu, đấy là kèn mình sản xuất ra. Vâng. Còn nếu mà kèn của Mỹ mà kèn mới như bây giờ bằng như mình làm thì nó khoảng độ hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. Của Mỹ, nước ngoài nhập. Ngoài việc sản xuất kèn đồng thì người dân trong làng Phạm Pháo còn rất giỏi trong việc sửa chữa những chiếc kèn đồng. Chính vì thế mà người dân ở nơi đây thì được mệnh danh là những bác sĩ kèn đồng. Và bên cạnh tôi là chú Nguyễn Văn Đông, là một bác sĩ kèn đồng khá nổi tiếng tại làng Phạm Pháo, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. Chú Đông ơi, cho con hỏi một chút là chú đã gắn bó với cái sửa chữa kèn này bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi gắn bó, nếu mà gắn bó với cái nghề kèn này hơn 50 năm. Thế chú ơi, khi mà chú bắt đầu với nghề như thế thì chú có qua một cái trường lớp đào tạo sửa chữa gì không ạ? Hay là cứ nghề của cha ông và đến bây giờ thì chú vẫn tiếp nối? Nó đến cái nghề nghiệp này thì tôi nói thật thật là tôi từ còn nhỏ. Dạ. Bố tôi làm thì tôi theo theo. Dạ. Mà từ khi bố tôi nghỉ rồi thì tôi theo vào còn phải thăng tiến hơn. Dạ vâng. Rất nhiều luôn. Dạ vâng. Đấy. Thế đấy, đời con chúng tôi thì thực ra nếu nó đến bây giờ thì nếu mà nó sáng tạo hơn thì nó cũng chưa có cái gì. Thế con cho con hỏi thêm một chút là trong một chiếc kèn như thế này thì bộ phận nào là quan trọng nhất hả chú? Trong cái kèn này cái bộ phận phím này là quan trọng nhất. Bộ phận phím. Vâng vâng vâng. Nó giống cái piston của xe máy. Đây lắp ở đâu hả chú? Đấy, nơi ta lắp vào đây. Cái này gọi là cái gì ạ? Mình vừa lắp cái gì vào kèn? Cái là embouchure. Embouchure. Vâng. Có nghĩa là gì hả chú? Nó là một cái búp để thổi để à vâng, mình cầm như thế nào cho nó đúng mình đúng cầm, quy cách ạ? Cầm như thế này nó cầm như thế này. Đấy, cầm như thế này là được. Con cầm như thế này là đúng rồi đúng không? Rồi. Vâng. Đấy. Và bây giờ cứ thổi và gõ gõ phím thôi đúng không ạ? Không, thổi thì nó đúng ra thì nó không cần phải là gõ phím. Con thử. Bây giờ đến lượt con, sẽ thử thổi xem là có lên không. Đấy. Cứ đẩy hơi vào đầu đúng không chú? Đánh là nó. Ôi nhưng mà con cảm giác là hơi của con rất yếu, con không thể chỉnh được giống chú. Rồi, nó quen đấy chứ ạ. Mình có phải bấm một cái gì không ạ? Không cần phải bấm một cái vâng. gì. Cứ thổi là cứ nó sẽ thổi là được. Đấy, thổi kêu được rồi, như thế thì gọi là mím môi vào thì nó lên cao mà thả môi ra thì mím nó môi vào là sẽ lên cao. Vâng, lên cao và đẩy khỏe hơi chút là lên cao mà để bình thường là nó sẽ trúng chờ. Thì con thử thổi xem nó có sự khác biệt so với những lần đầu không? Ôi con cảm giác như cái âm thanh mà con thổi ra nó rất là thô, nó không thể là mượt mà nó bay như chú được. Rồi, nó không tròn được. Thế nên bây giờ mình đầu tiên nó thế đó nhưng mà tập nhiều rồi nó quen đi ạ. Dạ vâng. Quý vị và các bạn thân mến, là khi mà cầm chiếc kèn này trên tay tôi cảm thấy khá là nhẹ và tôi nghĩ là mình cứ thế thổi hơi ra thay được như chú Đông.
Mà không phải quý vị ạ, tôi chỉ thổi hơi và chưa sử dụng gì đến cái bộ gõ ở trên này thì đã cảm thấy là nó rất là khó khăn rồi. Tôi nghĩ là phải mất thời gian rất lâu để có thể thổi được tốt như chú Đông. Kính thưa quý vị, và phần cuối cùng trước khi chia tay gia đình nhà chú Đông thì chú Đông có một phần quà hết sức đặc biệt dành tặng cho chương trình. Đó chính là một phần trình diễn hết sức chuyên nghiệp đến từ đại gia đình nhà chú.